Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Giây TV. Lời đầu tiên, Ba Giây xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong video này thì Ba Giây tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan tới drama Sóng Gió Gia Tộc để gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Và trước khi đi vào nội dung chính thì Ba Giây cũng xin kính mời tất cả quý vị và các bạn, nếu là lần đầu tiên đến với kênh Ba Giây, cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm quả chuông thông báo để nhận các video sớm nhất từ kênh Ba Giây TV. Ba Giây xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm qua thì ông Sạc Pháp vừa có một cái buổi live stream kêu la thảm thiết ở bên Pháp. Không biết có phải là bị ai ăn hết của hay là không, hay là do bà Lục đang hạnh phúc bên ông chồng của bà ta bên Việt Nam, cho nên ông ta có vẻ là hơi khó chịu, bực bội ở trong người, phải nói là khó ăn khó ở. Rồi bỗng nhiên có một cái vị khán giả nào đó nhắc đến cái chuyện là cái chiếc áo sơ mi màu đen có cái bông hồng ở trên vai áo của cô nghệ sĩ đã bị ăn cắp. Sạc Pháp liền lập tức bị nhậu, rồi la làng lên rằng cái áo đó ai rảnh mà lấy, hôm ở Hoa Viên rồi ai đó đã vứt ở trên mộ rồi. Sạc Pháp tỏ ra là không thèm thuồng gì với cái chiếc áo đó cả. Nhưng mà rồi bây giờ chiếc áo ấy bỗng dưng là được nhắc lại. Và Sạc Pháp đã là chọn mặt gỡ vàng, điểm chỉ là cái người đã ăn cắp áo ấy của cố nghệ sĩ. Và đúng là cộng đồng mạng Việt Nam không phải là có tiếng mà không có miếng. Ngay lập tức thì mọi chứng cứ tố cáo Sạc Pháp ăn cắp đã bị là tung lên trên mạng xã hội. Tố cáo hắn ta là một cái người ăn trộm, trơ trẽn, không thua gì hầm ve. Và nhờ vào cái tình huống xạo lần này đó, đã khiến cho là toàn bộ cái lời nói của Sạc Pháp từ trước cho tới giờ phải nói là hoàn toàn mất đi giá trị. Mặc dù trước giờ cái lời nói của ông ta thì cũng có giá trị gì đâu có gì. Và thông tin cụ thể như thế nào thì Ba Giây sẽ chia sẻ tiếp và đến tất cả quý vị và các bạn về vụ việc này. Cái câu chuyện là chiếc áo sơ mi của cố nghệ sĩ bị Sạc Pháp ăn cắp đang được cộng đồng mạng bàn tán khá nhộn nhịp. Nói về ăn cắp đồ của cố nghệ sĩ thì không riêng gì Sạc Pháp đâu, mà những cái nhân vật cộm cán sau đây như là Ô Xin nè, Hồng Ve nè, Văn Sô Văn Chậu, rồi đâu đó còn có cả là bà Lục Từ Đường. Đó là những cái kẻ có máu mặt trong các cái phi vụ ăn cắp đồ của cố nghệ sĩ trong cái căn nhà ở Đoàn Thị Điểm. Một số bằng chứng đã bị bại lộ và đã bị tình nghi ở trên 50% có cái dấu hiệu là ăn cắp như sau. Đầu tiên là Hồng Ve ăn cắp là cái con kỳ hưu bằng vàng của cố nghệ sĩ. Rồi cô ta đã từng bị bại lộ cái hình ảnh cái con kỳ hưu ở trong một cái livestream bán bánh trung thu. Thứ hai là Ô Xin ăn cắp là cái chiếc nhẫn màu đen của cố nghệ sĩ. Bằng chứng là bị bại lộ hồi cái hôm là sinh nhật 60 tuổi của bà Lục. Thứ ba là bà Lục ăn cắp tiền của cố nghệ sĩ. Cái này đó thì đã được nhắc đi nhắc lại là rất nhiều lần rồi quý vị. Thứ tư là Xô Chậu được tình nghi là đã ăn cắp chiếc huy chương Trần Hữu Trang của cố nghệ sĩ để lại. Vì cái lần cuối cùng cái người đã cầm và chạm vào cái chiếc huy chương chính là anh ta. Và hiện tại Sạc Pháp cũng đã được kết tội là ăn cắp cái chiếc áo của cố nghệ sĩ. Bằng chứng cứ có đủ, không biết đợt này thì Sạc Pháp sẽ chối như thế nào đây. Cụ thể là hôm qua tại live stream của mình thì ông Sạc đã nói rằng là cái áo đen tím có cái bông hồng đỏ đó, thì bữa đó cái đó là tôi nói dục ở ngoài mộ rồi, nó bỏ trong bao nó dục ở ngoài mộ đó, tôi đâu có đụng tới làm cái gì. Cái áo đó tôi đâu có mặc vừa chặt nước hả? Nhưng kết quả thì lại là không phải thế quý vị ạ. Nói thật, một cái chiếc áo sơ mi thì giá trị của nó là cũng không có quá tới cái mức mà phải mình đi ăn cắp như vậy. Phải chi là đây là một cái chiếc áo hiệu Gucci hay là một cái chiếc áo gì dữ dàng lắm thì nó còn có giá trị. Còn đây là một cái chiếc áo của cố nghệ sĩ, nó chỉ mang giá trị là kỷ niệm là nhiều. Vậy mà phải nói là cũng ăn cắp cho bằng được. Kỷ niệm gì? Sạc Pháp có xem cố nghệ sĩ là bạn hay là không?
toàn là lợi dụng danh tiếng của cố nghệ sĩ để là ăn tiền từ khán giả mà thôi. Đúng là phải nói là trơ trẽn. Và cái bằng chứng tố cáo sạc ăn cắp chiếc áo được là tiết lộ từ một cái video clip ở trong ngày cúng 49 ngày mất của cố nghệ sĩ. Lúc ấy thì sạc Pháp đã đến chung vui cùng với bà Lục và Hồng Ve. Khi ấy ông ta mặc một cái chiếc áo sơ mi màu trắng. Vì sao mà bà Giai lại gọi là cái ngày cúng 49 ngày mất của cố nghệ sĩ là chung vui? Là vì là cái thời điểm ấy đó quý vị, đối với riêng nhóm Cần Cần thì bữa đó rất là hào hứng và vô cùng vui vẻ. Vì nghĩ rằng là sắp hưởng chọn được cái căn nhà ấy rồi, sắp thành công đồng sở hữu với con gái của cố nghệ sĩ. Nhưng mà giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ, ước mơ thì vẫn mãi là mơ ước. Hiện tại cái nhà đó thì đang là của con gái của cố nghệ sĩ và bà Lục và Hồng Ve đã và đang bị là đuổi ra khỏi cái căn nhà đó. Quay trở lại với cái bằng chứng mà tố cáo ông Sạc Pháp đã ăn cắp chiếc áo của cố nghệ sĩ trong cái ngày cúng 49 ngày của cố nghệ sĩ đó. Sau khi ăn uống no say thì Oisin đã dẫn ông Sạc Pháp vào phòng của cố nghệ sĩ. Cái căn phòng mà cái hồi sinh thời đó, cố nghệ sĩ là cấm Sạc Pháp đi vào, nhưng mà giờ sau khi ông mất rồi đó thì hắn ta đã được là Oisin ngang nhiên dắt vào trong đó để là ăn cắp chiếc áo của cố nghệ sĩ. Đúng là phải nói là nuôi ông ta áo, nuôi khỉ dòm nhà. Oisin đúng là cái kiểu là còn ở ăn cây táo mà rào cây sung. Sạc Pháp đã cầm chiếc áo ấy đứng trước di ảnh ở trong phòng của cố nghệ sĩ và hô to rằng cho mượn mặt nha. Nhưng mà mượn không có ý định trả đâu quý vị. Hiện tại ông ta bên Pháp thì không ai có thể là kiểm tra cái tủ quần áo của hắn ta ngoài con nhỏ là Hồng Ve cả, vì cô ấy đang ở đó với ông ta. Hồng Ve thì luôn nói rằng giữ gìn di vật cho cậu, bảo vệ danh dự cho cậu. Nhưng mà rồi thì sao? Hồng Ve cũng đứng nhìn mà thôi, đứng nhìn Sạc Pháp ăn cắp đồ của cậu mình. Tại vì Hồng Ve ít nhiều gì cũng đã ăn chia với ông ta một cái thời gian dài rồi mà. Cộng đồng mạng còn tìm được một cái bức ảnh mà Sạc Pháp đã mặc cái chiếc áo này. Và ông ta còn ngang nhiên đứng chụp hình ngay trước bàn thờ của cố nghệ sĩ. Vậy đó. Mà nói là chiếc áo này đã bị mất rồi, mất vào trong cái tủ đồ của ông ta thì có cái áo như vậy thôi mà phải nói cũng ăn cắp, đúng là phải nói là hèn hạ và nhục nhã quá. Đã thế mà hôm qua trên live stream, ông ta còn là mình không mặc dừa, chuyến này đó thì chắc là bị là khai khẩu nữa rồi chứ gì, phải không quý vị? Bây giờ còn chối nữa hay là không? Ông chối coi chừng là bị rớt cái hàm răng ra ngoài nha ông Sạc. Cái hàm răng của ông đó phải nói là có được đó, cũng là nhờ cố nghệ sĩ. Nhờ những cái ngày mà ông Sạc đã miệt mài live stream kêu gọi tiền quyên góp răng cho mình ngay trước cái bàn thờ của cố nghệ sĩ. Coi giờ sống sao cho phải đạo, phải phép, chứ không đó thì bị cố nghệ sĩ đòi lại. Thì lúc đó phải nói là nhục nhã lắm. Mọi chứng cứ tố cáo Sạc Pháp ăn cắp đã được tung trên mạng xã hội. Tố cáo hắn ta là một cái người ăn trộm trơ trẽn không thua gì Hồng Ve, và nhờ vào cái tình huống xạo lần này khiến cho là toàn bộ cái lời nói của Sạc Pháp từ trước cho tới giờ là hoàn toàn đã mất đi giá trị, mặc dù là trước giờ cái lời nói của ông ta cũng có giá trị gì đâu. Những cái lời nói vô giá trị của Sạc Pháp bao gồm là tố con gái của cố nghệ sĩ là con nuôi, nói Hồng Ve không hề ăn trộm tiền phúng điếu, nói con gái của cố nghệ sĩ bất hiếu, nói Hồng Ve đã bán hết vàng để lo cho tàn cầu, nói các nghệ sĩ không ai đi phúng điếu cả, nói con gái của cố nghệ sĩ không biết lo cho cha khi mà cha bệnh hồi trước, nói con gái của cố nghệ sĩ là hỗn láo với 6-7 gì đó, nói là Hồng Ve bị con gái của cố nghệ sĩ cướp nhà cho ở nhờ, đặc biệt là Sạc Pháp phủ nhận là hô là Hồng Ve xô chậu và hắn ta không có ăn cắp bất cứ cái thứ gì của cố nghệ sĩ cả. Đó là những cái điều vừa rồi mà chúng ta chỉ cần là suy nghĩ ngược lại là tìm ra được cái sự thật thôi quý vị. Suốt ngày nói con gái của cố nghệ sĩ này kia kia nọ, nhưng mà chung quy lại đó là luôn muốn ép con gái của cố nghệ sĩ vào thế bí. Nhưng bí ở đây đối với con gái cố nghệ sĩ chỉ là bí ngô thôi. Cái người mà bị chiếu bí trên cái gián cờ drama này chính là Hồng Ve, Sạc Pháp
và bọn kền kền mà thôi. Và trong cái chuyện này á, Facebooker Trà Hoa Nữ và là nghệ sĩ Lê Tính đã có những cái chia sẻ liên quan như sau. Một chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng mà một chiếc áo có thể là đánh giá được là cái thằng mượn áo là cái thằng lưu manh trao trợ, và cái con trợ lý cũng là mất dạy nốt. Tụi bay lấy cái tư cách gì mà là tự tiện lấy quần áo của cái người vừa mất để là khoe mẽ cái sự là tráo trở lưu manh của tụi mày. Lê Trần Kim Hô, đời này mày muốn người ta gọi mày là ô xin hay là trợ lý? Con này đúng là trợ lý trơ trẽn nhất thế kỷ, lấy đồ của chủ của mình cho một cái thằng là vô thủ vô thực mà. Uổng công cố nghệ sĩ đã nuôi nó hơn là 10 năm. Nhìn vào cái cách mà ô xin thoải mái tự tiện dắt sạch pháp vào phòng của cố nghệ sĩ để mà lấy đồ thì cũng cho thấy rằng cái những người này đã có những cái âm mưu từ trước rồi. Vì thấy con gái của cố nghệ sĩ thân cô thế cô ở thời điểm đó, cho nên là bọn chúng rất là tự tiện, thoải mái thực hiện những cái hành vi là trơ trẽn ấy. Đúng là trong cái chuyện này ô xin là một cái kẻ là kéo giặc vào nhà. Đúng là phải nói là không còn được để nói. Một đời nhân nghĩa bao la, không nghĩ trong nhà trộm cướp mình nuôi. Ra vào cung kính anh tôi, xuôi tay nhắm mắt, chúng trồi lên ngay. Một thằng kẻ cắp quen tay, một con trộm giặc hàng ngày kề bên. Nuôi nhầm một cái lũ cền cền, ăn no ngầm phá ngày đêm bào mòn. Hại cha giờ tấn công con, người đi chưa mất, linh hồn vẫn theo. Nhân gieo quả nhận phải đeo, hiển linh khai khẩu kéo theo bầy đàn. Tai nào cũng nhuộm bụi than, từng người lộ diện xếp hàng điểm danh. Kính thưa quý vị và các bạn, và bài thơ vừa rồi cũng khép lại video này. Bà Dài rất cảm ơn quý vị và các bạn lắng nghe đến cuối video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.